Công ty bất động sản Greenland xin kính chào tất cả đến mọi người. Hôm nay mình đang đứng tọa lạc tại xã Long Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người lô đất nằm tại xã Long Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất đang nằm hiện hữu trên mặt đường nhựa nông thôn. Lô đất là có tổng diện tích là 20.700 m², hai mẫu bảy nha mọi người, hai mẫu bảy. Đất mặt tiền hiện hữu trên mặt đường nhựa nông thôn là 106 m. Cột lộ giới của đất, mốc lộ giới của đất là từ đây chạy dài ra ngã ba ở ngoài kia, ngã ba trước mình mà mặt mình đó, là được mặt tiền là 106 m. Mọi người đi theo chân mình, mặt tiền của mình chạy dài trên mặt đường nhựa nông thôn. Đất của mình là phủ hồng một nửa, đất là đang xây bờ rào kiên cố, bờ rào là rất là kiên cố B40, bờ rào xung quanh đất, bờ rào hết đất nha mọi người, đã kiên cố B40 hết. Đất là nằm trên khu dân cư, điện nước hạ tầng đầy đủ, xung quanh là có những đám sầu riêng rất là xum xê và to lớn. Đất này rất là màu mỡ. Đất này có thể là mình mở công ty, hay là mình mở quán nhậu gì đó, hoặc là khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái rất ok. Đất này nằm ủy ban xã lớn thì cỡ đâu là cỡ chừng là 50 m thôi, mình ra ủy ban xã lớn và từ đất này về thành phố Hồ Chí Minh. Đây khu dân cư đây mọi người, khu dân cư rất là đông, khu dân cư rất là đông đúc, nằm ngay ngã ba. Nằm trên lô đất của mình đây, về thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có là 70 km thôi, là về thành phố Hồ Chí Minh. Về thì về Bà Rịa, từ lô đất mình đang đứng đây, giới thiệu cho mọi người đây là về Bà Rịa, là nằm đâu là 30 km là về Bà Rịa. Về Vũng Tàu thì có 40 km thôi là mình về Vũng Tàu, có thể mình về biển Long Hải, về Hồ Cốc, Hồ Tràm, rồi mình về Bà Tô Xuân Mộc, Long Khánh, vân vân nha mọi người. Rồi nãy giờ mình đi từ đó tới đây, tới mặt tiền qua đây là 106 m mặt tiền. Rồi, mình đi tới ngã ba đây là được 106 m mặt tiền. Mặt tiền đường trước mặt của mình đây là ra đường xe ban lớn lớn, vài bước chân thôi, rồi gần 20 m là mình ra đường xe ban lớn lớn. Đường xe ban lớn lớn là từ lô đất này về ủy ban xã là 50 m thôi, về ủy ban xã. Về thành phố Hồ Chí Minh là 70 m, xin lỗi mọi người là 70 km về thành phố Hồ Chí Minh. Về khu công nghiệp Mỹ Xuân 16 km là về khu công nghiệp Mỹ Xuân. Về Châu Đức, về thị trấn Ngã Giao Châu Đức là cỡ chừng là 7 km thôi, về thị trấn Ngã Giao Châu Đức. Rồi về Bà Tô Xuân Mộc, hay mà mình về Bà Rịa Vũng Tàu, hay là về Long Hải, hay là Hồ Cốc, Hồ Tràm, vâng vâng đều được hết. Mình nhắc lại mọi người là đoạn đường này vô là Bulgarin, khu du lịch sinh thái của Bulgarin, cách đây cỡ chừng 500 m, là cách đây 500 m là vô khu du lịch sinh thái Bulgarin nha mọi người. Rồi mình xin nhắc lại cho mọi người là từ cọc mốc lộ giới hồi nãy mình tới đây là được 106 m mặt tiền nha mọi người. Mình dặn mọi người vô đất, đất của mình cũng có những cây ăn trái. Đây, mình đang giới thiệu cho mọi người lô đất đây. Mốc lộ giới là những cây xà cừ to đó, kéo dài ra bên này mặt đường nhựa nông thôn đây.
Rồi mình để giới thiệu cho mọi người là trên đất của mình đang hiện cũng có rất là nhiều cây ăn trái, cũng có rải rác những cây ăn trái cũng rất là nhiều, những cây cổ thụ rất là to lớn, rất là mát mẻ. Có thể mình làm khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái thì có những cây cổ thụ rất là to lớn để lại ánh mát, ánh mát rất là mát. Đây trên cây đất của mình có những cây xoài, có những cây xoài, cây mận, cây mận. Là xung quanh đất của mình là có những cây cổ thụ, là cây xà cừ rất là to lớn, rất là mát mẻ. Và hiện trạng là có một ngôi nhà cấp 4 bên trong đó. Rồi mình cũng xin nhắc lại với mọi người, đất của mình là tổng diện tích là 2,7, có mặt suối rất lớn. Mình sẽ dắt mọi người xuống suối nha, mọi người theo mình xuống tham quan con suối rất là lớn nha. Oh, tới suối rồi nha mọi người, mình sẽ giới thiệu cho mọi người con suối nha. Con suối rất là to lớn nha. Suối này là hiện trên đất của mình là khoảng đâu đó là một khoảng chừng đâu đó là 100 mét mặt tiền suối nha mọi người. 100 mét mặt tiền suối. Suối là rất là to lớn, rất là mát mẻ, nhưng mà đất này rất là thuận tiện nha mọi người. Có thể là mở quá. Đó, đất này có thể là mình mở quán, mở khu biệt thự. Mở khu nghỉ dưỡng. Thì lô đất này là phong cảnh là ok, rất là ok, rất là đẹp, rất là mát mẻ. Đất này là suối, nước là quanh năm. Suối nước rất là to lớn, rất là quanh năm, phong cảnh là rất là mát mẻ. Lô đất này có thể là mở là khu nghỉ dưỡng, làm biệt thự, làm quán ăn nhậu, hay là mở khu du lịch sinh thái là ok nha mọi người. Mình nhắc lại cho mọi người là tổng diện tích của mình là 20.700 m², tức là 2,7, đất Phủ Hồng một nửa, có 300 thổ cư, giá là rất là rẻ bất ngờ, giá rất rẻ. Chủ là đưa cái giá cho công ty mình là rất là rẻ luôn, chỉ đó là 700 triệu một sao, tức là 2,7 là còn thương lượng nha mọi người. Xin mọi người quan tâm lô đất thì xin liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Mình chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người ra đường xe ban lớn, rồi vị ban xã lớn, cây xăng xã lớn rất là gần. Mọi người thì đi theo mình. Rồi mình đã ra tới đường chính, đường xe ban lớn. Rồi, đi ban sáng lớp. Rồi, đi ban sáng lớp. Cây xăng sáng lớp.